Loài chim có nhiều lông nhất thế giới thật sự có là sự thật phần năm. Đây là một loài động vật rất đặc biệt, sở hữu bộ lông dày, cấu trúc lông bao phủ bằng những hạt nhỏ li ti có kích thước nanomet, khiến cho nước không thể đọng lại mà trượt đi. Chúng bơi với vận tốc 16 km/h, tức là gấp 4 lần con người. Chim cánh cụt sống ở Nam Cực đứng đầu bảng về loài động vật trên cạn lặn sâu nhất. Theo như các nghiên cứu, chúng có thể lặn sâu hơn 500 m khi nguồn thức ăn trở nên khan hiếm. Cá thể nặng nhất từng được ghi nhận là 42 kg, chiều cao khoảng 50 đến 1m2. Sống ở nơi nhiệt độ -40°C, với nền nhiệt đó, con người chỉ có thể tồn tại trong 5 phút, trừ khi chúng ta được trang bị đầy đủ quần áo tránh rét. Việc bay lượn luôn là quá sức bởi lớp mỡ rất dày bao phủ quanh cơ thể. Đôi khi lời biến, chúng trượt trên băng như một diễn viên. Nếu nhiệt độ xuống quá thấp, chúng tập hợp hàng ngàn con lại sưởi ấm cho nhau. Món ăn yêu thích là cá nhỏ, mực biển và các loài nhuyễn thể. Khi săn mồi, chúng là một sát thủ thực sự. Chim mẹ có thể đẻ từ 2 đến 4 quả trứng.